Nó mắc tán em lắm rồi đó, nó mắc tán em lắm rồi đó. Đi. Canh bắt em à? Đâu có đùa. Chào bà con, đây là fanpage Funny Gaming TV của mình nha. Và mình có lập một cái kênh chat. Cái kênh chat này mình dùng để thông báo lịch like và những cái việc quan trọng về kênh của mình. Bạn nào mà muốn tham gia, các bạn ghé phần mô tả nha. Rồi xong hết giải. Mình hấp tung hả? Đâu có đùa. Làm gì? Làm gì? Cúp bồ luôn nè anh em. Trời ơi, có tiếng báo đây lo gì? Mấy bạn đó mà kiểu chát lại có tiếng báo mới lo, chắc em cắn lử luôn ha mọi người. Trời ơi! Giữ vậy sao? Giữ vậy sao? Dứt mày luôn. Chơi mày luôn. Nào nữa, mọi người kế tiếp à. Anh farm gì anh nắc cốc? Cho tụi em xin anh nắc cốc ơi. Anh farm gì anh nắc cốc ơi. Bớt farm lại này. Tặng cho thêm cái nữa nè. Lụm cục máu cái lên 4. Dên chê mấy này tiếp. Trời ơi, mới lụm cục máu ra đè xét nghiệm máu nữa rồi. Yuma té à. Kịp không đây? Nó lia cái đó là em lên em bị mất một con lính không? Hy vọng là còn kịp. Trời ơi, nó lấy con gồng luôn kìa. Trời ơi, nó lụm luôn tà thần mọi người ơi. Bắt hụt nữa mới đau chứ. Trời ơi, chỉ về nữa. Sao hôm nay nhỏ vậy? Does this suit you? Truly, we are all actors. Em sẽ lên cái này. Gươm tận thế. Em chơi với mày ní này. Vì ná còn đây không? Ôi, chỉ còn xíu máu kìa. Ai đi? Cứu em mọi người ơi, cứu em. Nó quánh em quá trời luôn mọi người ơi. Hết lính rồi mấy ông nội. Rút lui. Không biết em về được không đây. Tấn công tường địch. Hay ya tê. Does this suit you? Our middle lane tower is under attack. I'm not turning. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. An ally has been defeated. Cái gì vậy trời? Cảm ơn Chip nhiều nha, cảm ơn Chip. Thank you bạn. Double kill. Siêu quá đi. Our Slayer Lane Tower is under attack. Gì đây? An enemy has been defeated. Foxfire, the night is young. Nào đi top. Vi đá đi top hả? Giờ hai anh em mình cấu này lấy cái trụ được không?
Does this suit you? Our Dragon Lane Tower is under attack. The night is young. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Does this our Dragon Lane Tower is under defeated. Đủ luôn yêu ma ơi. Your tower has been destroyed. Ultimate. Tấn công trụ. Thôi bỏ rồi. Hồi đó mỗi lần vào trận quyết định từ kim cương lên cao thủ là phải xem ông lấy cảm hứng he he he. Ồ cảm ơn ông nha. Thanh Kiều ông. Does this suit you? Your slayer has been defeated. For you. The night is young. Does this suit you? Lên đây nữa đi hai cho tè. Dark slayer. Bá lên mà pha. Hụt rồi. Trúng không? Tặng cho nó một cái cũng đủ số mà. Ôi, chút chút hai cái rồi kìa. Cây nha, cây nha. Does this suit you? Foxfire. For you. Nắc qua nha anh em. Dí luôn đậu bắp bố lại sợ quá cơ. Dí luôn gậu nhậu khỉ ơi, dí luôn nhậu khỉ ơi. Này nãy giờ bác nháo lắm nhậu khỉ ơi. Ở đâu dưới đây nè. Về 154k tim rồi. Bà cô cô bác ơi, đang xem live stream ở top top giúp em thả tim bà cô cô bác ơi. Lên 200k tim nha. Cảm ơn bà con nhiều nha. Tính làm gì em? Tính làm gì em? Tính làm gì em? Nó cáo mình đây là chiếm đâu đó. Does this suit you? Practically throwing themselves at me. Your team has destroyed a tower. The night is young. Ồ lính quá trời luôn anh farm bộ đỏ bộ xanh nữa nè. Ôi ôi chạy miếng. Ôi. The night is young. Does this suit you? Ủa ghiêu má làm gì vậy? Tóc biến luôn chi ba? Rồi hồi tóc biến đâu chơi? Ở kìa. Rồi hết chạy rồi anh Nát ơi. Anh múa cái quần gì? Anh thích múa không? Coi chẳng khác múa giùm em nha. Anh đang kỹ năng lắm, múa được game đâu. Để tới lúc tính báo vô chơi game đi múa. Chứ mình đi chơi múa gì trời. Does this suit you?
để che bùa đó. Ông nào thấy số nó không biết, nó không biết là hồi chưa. Để tôi riêng ma ơi, tôi mắc ăn cái bùa này lắm nãy giờ á. Tấn công tướng địch Mina. Does this suit you? Thôi em vô đây máu rồi, gần nát có tán em cái là em đi á mọi người. Nó mắc tán em lắm rồi đó, nó mắc tán em lắm rồi đó. Does this suit you? Đi. Canh bắt em à? Đâu có đùa. Nhìn. Does this suit you? For you. The night is young. Does this suit you? Your team has destroyed a tower. Tập hợp. Tôi đi đường giữa. For you. The night is young. Does this suit you? Legendary. I think that should be enough. Nó phe bà nó đẻ thì tôi nhé luôn à bà cô bác à. Lỗi rồi ơi. Anh đã cóc đâu ai? Đừng để anh tích được 2 điểm tồi tại nha, ủa 1 điểm tồi tại nha. Em tích được 1 điểm tồi tại là ủa mạnh với em á. Bỏ trước. Trời ơi, có ai làm gì đâu, báo. Trời ơi. Cái gì tôi báo. Ok. Rồi, xong rồi, tính báo xuất hiện rồi. Rồi xong rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ Finny nó chơi game, tính báo giật máy rồi, xong rồi các bạn. Tới một chuyện rồi. Rồi ở đậu bắp đó các bạn ơi, kỹ năng quá trời kỹ năng rồi. Thôi dồi bự ơi. Thôi dồi. Gì anh Victor, anh tính làm gì vậy anh Victor? Ủa anh hai cho tè nó kìa, anh vô năng thử coi. Ôi có chuyện mất tà thần đó nha. Ôi. Nắc góc đâu? Nó cảnh tán mình đó. Em có nhiều chuyện bà con đâu, nắc góc trong đây nè. Kỳ vậy? Nó về luôn hả? Trời ơi, nãy lẻ dữ ta. Does this suit you? For you. The night is young. Ready? Does this suit you? The night is young. Shut down. Đi găng nè, làm cho thấy ghê vô. Làm cho thấy dữ dằn bà chằn vô. Thằng nắc nó đè nó tán quá, nhìn không ra luôn. Bây giờ y mày găng nữa đi. Nhờn hả các bạn ha, nhờn. Chắc là không cay đâu hả, thôi mà. Thôi. Cay quá trời luôn á, chứ chắc gì không có cay. Cay lắm á bà. Hồi nãy giờ đầu game bắt nó quá trời, pha cuối bắt nó dồn hết, kêu bắt được cay lắm á.